Ngày 23 tháng 9, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến có chủ đề Vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị phía đầu cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, có chính sách phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội. Để thực hiện chủ trương trên, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, trong đó có chính sách tín dụng đối với giảm nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến cuối tháng 8 năm 2019, tổng dư nợ các chương trình chính sách đạt trên 199.800 tỷ đồng, tăng gần 57.300 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tại Bà Rịa Vũng Tàu trong giai đoạn 2016-2019, doanh số cho vay vốn tín dụng chính sách đạt trên 2.930 tỷ đồng, với 120.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tại hội nghị trực tuyến vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các địa phương đã tập trung thảo luận và đánh giá việc thực hiện tín dụng chính sách trong thời gian qua và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó có tính tới việc áp dụng chính sách đối với từng vùng, khu vực nhằm góp phần thay đổi tư duy về sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập của người nghèo và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo của đất nước. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay đã diễn ra phiên đàm phán lần thứ 28 Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Tham dự phiên đàm phán có các nhà đàm phán đại diện cho 16 quốc gia tham gia hiệp định. Phát biểu tại phiên đàm phán lần thứ 28 Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đây là phiên đàm phán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất các vấn đề để các nhà lãnh đạo có thể tuyên bố kết thúc đàm phán hiệp định vào cuối năm nay. Với vai trò là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, xử lý vướng mắc giữa các bên. Cho tới nay, đàm phán hiệp định RCEP đã kết thúc được nhiều chương về hợp tác kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại. Đặc biệt, đã hoàn tất đàm phán các phụ lục của chương trình thương mại dịch vụ, nâng tổng số các nội dung đã hoàn thành đàm phán lên đến 7 chương, 3 phụ lục. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP bắt đầu thảo luận đàm phán từ năm 2013. Hiệp định này có sự tham gia của 16 quốc gia, dự kiến sẽ tạo ra một thị trường khoảng 3,5 tỷ người tiêu dùng, với quy mô GDP khoảng 49,5 ngàn tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 39% GDP toàn cầu. Với các cam kết mở cửa, Hiệp định RCEP được kỳ vọng sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, giúp thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và các đối tác.